Rồi, ok. Hello các bạn, được chưa? Rồi. Hello, hôm nay mình sẽ cùng yeah. Godzilla, Godzilla. 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 Hôm nay sẽ tô màu con Godzilla. Dạ. Đây màu xanh nè. Godzilla tô màu gì đây? Xanh chút đi. Xanh chút đi. Cái sừng cho đi quen. Cái sừng màu xanh, xanh gì ta? Xanh này nè. Xanh này nè. Xanh này nè. Con lấy sừng này con. Ừ. Trước tiên mình tô cái mấy sừng nhọn sau lưng đó màu xanh. Cái này là xanh da trời. Của con màu xanh da trời luôn. Ừ. Godzilla. Godzilla. Trong phim King Kong và Godzilla. Godzilla. Những con vật Titan. Cái gì á, con Titan chống đâu? Này là những con vật thời Titan nè. Titan thời xưa á. Xưa ơi là xưa, xưa ơi là xưa luôn á. Hiểu không? Là nó xưa dữ lắm á. Xưa dữ dằn luôn. Ok chưa? Ok. Ok. Cái này mình đang từ từ quét. Có bây giờ cái này cháu đập chứ. Cũng con hết màu rồi. Còn mẹ nè. Đổ nước vô, đổ nước vô mới có. Không còn đó. Cây nè, đậu đậu không? Nè, đậu nè. Đừng cắt tờ giấy thôi. Dạ. Từ từ nhẹ tay thôi, đừng cắt tờ giấy đó. Con có cái là đang gùng lên. Gùng lên cho nên cái sừng nó sẽ không có một. Cái miệng. Này hướng dẫn các bạn tô màu con Godzilla trong phim Godzilla và King Kong. Thời tiền sử. Thời những con vật này thời Titan. Titan. Ừ. Titan là xưa ơi là xưa. Có Titan mày. Cha Godzilla. Ừ. Cha Godzilla robot. Đâu không phải. Cha Godzilla robot á. Godzilla, Godzilla là con khủng long như khủng long gì đó. Không. Cha Godzilla robot. Đâu không phải. Thiệt. Con coi rồi. Đó là người chế tạo ra robot, không phải là Godzilla robot. Ủa ai là người chế tạo vậy? Ông giáo sư gì đó ông chế tạo ra, ông điều khiển nó giết người, ông phá hủy thế giới, hoặc là người ác đạo. Thì là người vô tình. Hoặc là người ác đạo. Vô tình là ác đạo chứ? Ủa vô tình là ác đạo hả? Ai dạy con vậy? Con biết mà. Con biết hả? Pokemon á. Pokemon hả? Con nghe phim Pokemon hả? Đúng. Chúng con tập rồi. Thăm chưa nghe? Chúng con tập vô. Ừ. Tập. Chúng biết chúng con tập nào không? Tập gì? Tập 4, ôi nữa tập 2. Tập 2 trong Doraemon hả? Chúng tôi tập 2. Chúng tôi nói gì bạn không biết luôn. Đặt chiều cầu này cũng không biết nữa. Mình chưa coi là cha biết rồi đó. Chưa coi nên không biết được. Chúng tôi nó ở đâu. Tô màu lát thì kinh công nó chạy ra nó cắn hay mình không? Dạ. Lát kinh công chạy nó cắn lộn này luôn á. Cắn lộn đâu. Cắn con này luôn đó. Cái bộ nó này giấy mà. Thường lắm nó hiện ra nó cắn luôn đó. Mắc cười không? Mày tiếp tục tiếp nhanh như vậy. Nãy giờ xong rồi đó. Này to luôn hả? To luôn rồi. Là cảm nhận mấy được luôn. Nhanh không? Nhanh. Chi tóc của bà nhỏ. Chi tóc của Batman hả? Ủa cái này phải tim cho. Bùng tim rồi. Ok. Cái miệng nó màu đỏ đúng không? Ừ, bà lấy màu đỏ thôi. Tiếp tục cái miệng. Cái viền cái miệng, dưới trong cái miệng của cái viền này. Cái viền này màu tím. Màu tím, ở trong màu đỏ, đúng không? Cái lưỡi màu đỏ nè. Trong đây màu đỏ đúng không em? Cái này nữa, màu gì đây, màu tím đâu em? Đây phải không? Dạ. Màu đen màu tím vậy? Tím á. Tím hả? Gầu màu cháy lên. Tiếp tục màu tím, tô cái khoang miệng. Gầu màu cháy lên. Bờ da tôi là màu. Còn con mắt nữa, tô màu xanh đúng không em? Đúng không á, xanh là xanh ánh sáng nè. Xanh nè nha, gầu màu cháy lên. Không còn làm gì tô đen hả? Chưa mới làm lên, xanh vô, là màu dạ. Xong tô đen, cái đó màu đen. Gầu màu đúng hả?
nguyên con này màu tím luôn hả? Không, màu đen. Nguyên con màu đen luôn. Ừ, màu đen quá. Sao nguyên con màu đen? Là con hay vậy. Con của ta là con robot màu đen. Có cái la sao màu đen lùi cho thấy đường được. Con tôi chơi chơi trong đó. Con đóng rồi, ác chơi la chơi chơi màu thôi. Tiếp tục cái móng giò, móng giò. Móng giò còn có cái la nữa, cho màu đen luôn. Cái gì nha? Dạ. Gì? Tôi chơi chơi vậy hả? Ồ, nguyên không ha. Nhỏ nha. Ghê nha, vậy là vui. Là rồi. Chắc hình tôi chưa? Ừ, thật là ngầu. Thiệt là ngầu nhìn tô con gốc kia là màu đen. Ừ, có dao nữa chứ. Ừ, có lấy dao của mấy người nhỏ nữa. Mấy chút được màu được. Xong. Tiếp tục cái lặng này màu đen. Lặng lưng, lưng cái đuôi, lặng đuôi màu đen. Nhi con nào mà xanh quá Nguyên? Đen đó. Đen xong luôn hả? Đen xong luôn. Đen xám hay đen xong? Đen một lùi luôn hả? Dạ. Con kia nó rồi. Không rồi hả? Không có. Con nặng rồi. Đen xám, đen lạc lợt phải không? Dạ. Con xong chưa? Con xong rồi đó. Tiếp tục. Màu đen. Tao bắt đầu màu đen. Tai đen. Mình mãi đều đen. Mãi chị đen khui. Ây dơ. Tiêu tô heo cái lần gì nè. Ủa kìa, ở Hàn Quốc mấy có ác chị làm hả? Trong phim á. Hàn Quốc á, Hàn Quốc là trong phim á. Ừ. Này màu xanh nha Nguyên. Dạ. Này màu xanh nha. Đúng rồi. Này nè. Ủa chứ chưa tô màu xanh xong á. Có mắt tô màu xanh nha Nguyên. Được. Được. Tô gì tô. Cái này đang gùng lên nè, tên là màu xanh, có xuất hiện màu xanh trên mình đó. Này của con nè. Ừ. Achilo, Achilo. Màu xám đó hả? Cái đó màu xám đó hả? Này xám đỏ hay nè, màu hồng gì đó. Màu hồng tím đó. Hồng tím.
tím vậy. Ừ, như thế nó ngầu. À, đúng rồi. Tôi nha. Ừ. Nãy giờ tôi mình chưa muốn. Ngầu chưa? Thấy bà làm ngầu chưa? Con này nè. Ngầu không? Con này mới lùi lùi luôn. Ngầu hả? Ngầu không thấy, thấy em lùi lùi luôn. Con này chạy thằng ông tắm cho ếch đâu không? Cái chân của ác gì là động đất, động đất lên. Nó đi á, đi nó mạnh á. Mạnh, làm động đất lên. Ừ. Cha có ác gì làm vào đời chứ? Không có, không tin. Ác gì là chung chấm điểm, ai đẹp hơn? Chắc bị học dịch điểm không em? Dạ. Tôi cái này chắc học dịch điểm á. Dạ, mới đúng thường á, anh chàng nói ai? Đúng không? Có anh tôi đẹp hơn cha nữa. Làm sao? Có anh tôi đẹp không ta? Đẹp không biết nữa, để câu lát câu xong mới biết được. Xong chưa? Xong rồi. Xong cũng đem một đồ đúng không em? Ừ, ác là đen vậy mà. Cô biết theo là con sàn bà đỏ. Đỏ đây. Chứ còn Godzilla robot. Cha của Godzilla. Nó có thể là robot là cha nó. Cha của nó đó. Đâu phải. Thì người ta nói gì đó. Đâu phải robot, nó bằng sắt mà. Bằng sắt thì robot cha của Godzilla quá quỷ thành phố đó. Người siêu không siêu nhân không mấy chế tạo. Ông giáo sư cũng chế tạo chứ không phải là cha nó. Ủa? À. Đâu phải đâu. Nghĩ cha nó sao thành robot được. Cha nó đó. Dạ chưa coi mà. Cha biết. Coi rồi. Chưa coi đó, con coi rồi. Cha muốn cái lắp quên gì đi cha. Cái gì? Muốn cái lắp quên gì đi. Cái gì? Thôi. Trời. No. Mà không cho em, kết thúc nha. Chưa. Rồi con tự câu nha, mà xong nha. Có xấu gì? Thật là ngầu như thế. Cái thóc bị déo. Không chơi chơi xong rồi. Không xong chưa? Chưa. Axila, Axila, Axila la 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 la.
đen là mình sẽ tô màu đen nữa. Màu đen đây. Xong. Các bạn thấy hay. Thú vị. Đẹp chưa? Hãy bấm một like, một share, một subscribe. Subscribe rồi. Bây giờ mình kết thúc. Xin chào các bạn. Xin chào. Bye. Tất cả.